Vâng, em test cái cặp loa Sony ổ cứng D5HD. Cặp này tiếng cực kỳ hay nhá, ba giải bass, check và mid đều tuyệt vời luôn. Rồi em mời các bác thẩm âm trước khi em quay chi tiết xong. Rồi, bây giờ em sẽ qua hình thức tổng quan của cặp loa. Con này về nếu nói về tổng thể thì còn rất là đẹp, bác nhá. Bát con này bát 10 luôn. Nhìn thấy bát chép đánh rất đều và giải chép cực sáng luôn. Đó. Con này bát vân vải tổng dầu, mang giấy. Đây là một cặp loa tách ra ổ cứng luôn các bác nhá. Chất âm cực hay luôn. Đây là hai căn bằng sắt của nó này. Còn khá là đẹp. Đấy. Loa thùng vách còn ok. Để em quay qua phía sau. Con này không ghi công suất ước tính nó khoảng 80W hai loa. Chở kháng của cặp này là 4 ohm các bác nhé. Chở kháng 4 ohm. Loa sản xuất tại Mix Malaysia này. Xe đi đuổi cùng một cặp luôn các bác nhé. Thùng vách còn vuông vắn ok hết. Đấy, còn rất đẹp. Đây là một cặp loa bốc xe cũng đáng để anh em chơi nhé. Anh mua về có thể ghép dàn, ghép cục CD ô tô đều rất hay. Tiếng con này rất sáng luôn. Cái cặp chép này nó cho ra cái chất âm đánh cực kỳ là hay luôn. Các cái dòng loa ổ cứng thì chất âm đều rất là hay, vì nó đều giá trị của cả một bộ dàn nó rất đắt, cho nên cặp loa nó không thể nào mà không hay được. Đó. Rồi em xin báo giá cặp loa này thì Trung Kiên Audio đang bán với giá là 900.000. Anh em mua hàng chuyển khoản cọc thì cọc giúp em là 200.000. Anh em mua hàng chuyển khoản hết thì bên em sẽ tặng anh em bộ chân đế kê loa. Đó. Còn phí ship anh em giả riêng nhá. Rồi. Chuyển hết thì em sẽ tặng chân đế, còn nếu chuyển cọc thì em không tặng chân kê. Còn phí ship anh em trả thêm giúp em. Phí ship của cặp loa này cũng chỉ mấy chục nghìn thôi. Đó. Anh em mua hàng liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio, đó là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Cái thời gian này do dịch bệnh cho nên là giao hàng hơi chậm chút xíu nhá. Nếu mà anh em mua hàng mà cảm thấy nó hơi lâu thì xin anh rất thông cảm nhé, bởi vì là bưu điện nó giao cũng hơi bị chậm. Đấy, bởi vì là dịch bệnh nên là nó ưu tiên hàng thiết yếu đi trước. Loa này cái thứ này nó đi xong một chút xíu. Nên anh em rất thông cảm nhé. Đấy. Anh em mua hàng cứ liên hệ với Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Cặp này em bán với giá là 900.000. Chở kháng 4 ohm anh em nhé. Anh em chú ý là chở kháng 4 ohm. Anh em cân nhắc khi mua để ghép âm ly. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh em. Em xin kết thúc video test tại đây.